vẫn đang trong không khí của lễ khai mạc. Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội và thứ nhất năm 2019, và tôi vừa quay xong cái khu vực cái cây bonsai rồi, khu thảm đỏ đang chính diện. Bây giờ tôi đến cái khu vực rất nhiều cây to đấy. Đây, những cây khủng nhất hiện nay là đang ở đây. Khủng lâm mộc thạch này. Khủng lâm mộc thạch này. Nên đến chơi, ở Hà Nội chẳng mấy khi có ở giữa lòng thủ đô nội thành ấy. Cây to lên cây nhỏ nên đi xem thôi, làm đi xem thôi. Thụ lâm bồng thạch này thì nó quá nổi tiếng rồi, thì tôi cũng không có bàn luận nhiều, mà để như là giới thiệu với các bác là nó đang có mặt ở đây trong cái khu vực rất là trang trọng này để các bác xem. Và cuối cùng thì quý vị tiếp theo chương trình xin chào kính mời sân khấu ông Nguyễn Xuân Cường, ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng bộ công nghiệp và phát triển nông thôn, nghe các đại biểu chỉ đạo, xin được chào kính mời. Bác Cường mới đi, bác Cường mới lên phát biểu. Bỏ qua đi, tập trung chuyên môn xem cây đi. À, cái này thì các bác soi chắc là kỹ lắm rồi, xem lại thôi. Giới thiệu nó đang ở đây các bác nhé, tôi sẽ cố gắng tôi quay những cái cây nó mới với các bác, và nó gây ấn tượng. Rất nhiều mặt hàng ở trong kia, nhưng mà mình chỉ quan tâm cây cảnh. Đấy, bác nhé, một cái tác phẩm mẫu mực ở đây rồi, của bác Hùng Siếc. Đấy, à đây, chia khu vực luôn, tôi sẽ quay khu vực này. Quay khu vực này là một video. Và trong giữa này thì mênh mông quá, thì cứ dần dần nhìn đâu quay đến đấy. Về phiên đá non bộ. Ra đây thì có thể giao dịch được rồi, múc được, nhìn thấy như này là múc được, ôm tiền đi săn cây là ra đây là săn được. Giá cả thì thương thảo thôi các bác đấy, chứ không như cái chỗ thảm đỏ kia. Thảm đỏ kia xì rất là hay, xì rất hay, xì rất hay. Thích bây giờ đây, mai sẽ thủy rất nhiều. Thành cà phê này. Cây này đẹp, nói chung là cây này nổi hơn cả chỗ này. Đấy,
bày khá là sát nên là đứng nó hơi bất tiện. Xanh hạ cổ này cũng là cây bên này là cây nhà mình đấy hả bác? Vâng. Cái cây xanh này thì bao nhiêu tiền đấy bác? Cây là coi cành ở đây ạ. Vâng. 30 triệu. Còn cái đôi này đôi thì 35 triệu. Là một cây hay là một đôi? Một đôi 35. Cây si này thì chắc là đắt rồi bác nhỉ? 32 triệu. Ra đây là có thể giao dịch được rồi. Nhưng ở trong kia thì không có. Đôi xanh này rất là hay. Sơ bộ như vậy, ra đây là mua được. Cái ổi. Cái ổi rất quái nhỉ. Rất nhiều phôi ở đây là khu vực thương mại rồi. Thương mại. Thế. Thế, ra mặt chị. Quả thì miễn bàn các bác nhé. Chả biết là cái chua hay cái ngọt. Cứ nhìn nhiều quả là sướng rồi. Thế giới phôi tán tầng hạ của các kiểu. Tôi cho rằng là giá là chắc cũng hợp lý thôi. Vừa hỏi sơ sơ mấy cây và có vẻ như là có thể giao dịch được. Long lùn. Rất nhiều cây dáng cổ ở đây nữa. Nhiều cây dáng cổ. Đấy, khu vực phôi rất chất lượng này. Chất lượng. Ra đây săn cây thì tuyệt vời đấy các bạn. Nên ra đi các bạn. Mai chủ nhật các bác qua luôn đi. Ngày khai mạc. Đấy. Là bày bán cả kéo kiếp đây. Đầy đủ hết. Chung là có khu thương mại để cho anh em mua bán. Sang bên này xem những cái phôi bên này xem sao. Rồi đà. Nhiều vô cùng. Xin số của anh có một bác thắng cái cảnh. Xin số của anh có Thành. Bác Thành ở đâu ấy? Bác Thành bật cái cảnh ở đâu ấy? Nếu nhầm thì bảo là nhầm. Nhưng mà ông xin số của ai có tôi. Nó trốn nợ hay sao? À, bác Thành này cũng ra đây à?
của ai. Đây. Phải mua chứ mình có làm gì đâu. Tay chuột hay quá. Đúng có Thành có ghi tay chuột hay. Xì tay chuột hay. Xem trái này thì quen rồi, quen với các bác rồi. Cái tay chuột hay quá. Con này mày xem nhiều rồi. Vâng. Sao nay thấy nó lạ anh bán hết rồi. Sao thấy nó lạ lạ nhỉ? Hả? Sao thấy nay thấy nó lạ lạ nhỉ? Sao? Bên này sao nay thấy nó cũng mới mới. Vẫn nó gì mà. Qua đi ta cho chút mà anh em. Đây là đây ra là để thương mại đây đúng không? Bán hết đi. Với cây này là bao nhiêu tiền đấy bác? Cây 25. 25 à? Đây chuột 25. Về cổ thì chắc là cây. Cây cổ đẹp không? Vâng. Có 25 không? Mà đẹp. Hả? Đẹp. Cả bể lẫn cây. Yeah. Cây cổ đấy. Để bảo mấy ông anh cũng chưa biết ra. Bảo đi. Bảo ra vào. Nhá. Vâng vâng, nhất trí bác. Riêng con cổ cho ông anh xem. Vâng. Có trông ảnh không chê được. Cái xin thì hay đấy. Đấy, đi xem cây là phải múc mới sướng. Đi xem một ngày triển lãm cho đẹp thì mấy đẹp cũng không không được sơi được. Không phê. Đấy, nhiều vô kể lắm, cái loằng ngoằng này. Tiếp, sáng người ta thì không có, ta mới đảm. Phôi phiếc nhiều vô kể. Các bạn. Rồi các bác, để sang chỗ kia ngắm tí xong rồi lại quay lại bác. Ừ. Chúng mặc dù lần đầu tiên làm nhưng mà thấy quy mô rất là đa dạng, phong phú về các nhóm, về cả nông sản và đặc biệt nhóm làng nghề. Qua đây sẽ có tiềm năng lớn về một cái nền nông nghiệp đa dạng, một cái đô thị cũng như một cái các cái sản phẩm làng nghề truyền thống văn hóa bản sắc của đô thị này. Chúng tôi đánh giá rất cao của chúng ta tổ chức sự tham gia nhiệt tình của các cái chủ thể bao gồm các nghệ nhân, các cái doanh nghiệp, doanh nhân hợp tác xã tham gia tại đây. Hôm qua đây thì cũng được chứng tỏ rằng thành phố chúng ta bên cạnh cái việc chăm lo đến phát triển kinh tế chung của thành phố và hết sức coi trọng khu vực nông nghiệp nông thôn, đưa các chủ trương chính sách của đảng nhà nước vào thực tiễn. Và hôm qua đây thấy là người dân thủ đô chúng ta ở khu vực nông thôn nắm bắt tiến bộ và phát triển nhanh. Cùng với những cái nét đẹp truyền thống, những kinh nghiệm cổ truyền, chúng ta đã tận dụng tốt các cái khoa công nghệ và đã đi không alo tổ chức đưa ra rồi để phục vụ cho nhân dân thủ đô nói riêng, nhân dân cả nước nói chung và tiến à, tới sẽ có thể sản phẩm hai mình cao 1m7 chắc là thứ hai thứ ba rồi đi mình học ở trường đấy mà. Ừ, hay nào ừ. Rõ ràng chúng ta một mặt là chúng ta mừng với này cái tham gia đảng thì, nhưng chúng ta phải ý thức được rằng để sản phẩm chúng ta có thể có đời sống trong cái luân chuyển, trong cái giao lưu, trong cái thương mại của đời sống xã hội, nhất là xuất khẩu, chúng ta còn cố gắng nhiều ở tất cả các khâu. Một là ứng dụng làm sao các công nghệ khoa học phù hợp nhất trong tất cả chuỗi tổ chức sản xuất, từ khâu nguyên liệu, từ khâu tổ chức quy trình đến khâu chế biến cho đến khâu tổ chức nhân lực, tất cả mọi khâu này đều phải chú ý hết sức tận dụng cho tốt nhất các tiến bộ khoa học công nghệ mới nhất để đưa vào cho nó phù hợp. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là phải kiên trì bên cạnh cái sáng tạo, có kiên trì bền bỉ để đưa ra được những mặt hàng làm sao đáp ứng tốt nhất, phù hợp nhất cho những nhu cầu xã hội. Cái thứ ba không ngừng cải tiến. Rồi. Bộ trưởng rất là tâm huyết. Còn mình thì đi xem cây. Đấy, các bạn. Chưa hết pin rồi.
hết pin rồi.